Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Vietnam TV. Kính thưa quý vị, nước Nga được cho là tiếp tục triển khai lực lượng quân đội tới biên giới và bao vây Ukraine từ ba phía trong khi các nỗ lực ngoại giao con thòi vẫn đang rơi vào bế tắc. Hàng ngàn binh sĩ Nga vào hôm 10 tháng 2 đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 10 ngày tại Belarus và chuẩn bị cho các cuộc tập trận hải quân sắp tới với quy mô lớn đến mức mà Ukraine lo ngại sẽ chặn các tuyến đường vận chuyển của nước này. Tại Moscow, nhà ngoại giao hàng đầu của nước Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã đưa ra những đánh giá đáng lo ngại về những nỗ lực ngoại giao của các nước, trong đó có các cáo buộc phái đoàn ngoại giao Anh tới Moscow không chuẩn bị, khiến cho cuộc đàm phán như nói với người cầm điếc. Tổng thống Nga Vladimir Putin có vẻ hòa giải hơn một chút khi nói với các phóng viên vào hôm 10 tháng 2 rằng các cuộc đàm phán với phương Tây đang diễn ra theo yêu cầu của nước Nga nhằm định hình lại cấu trúc an ninh của Đông Âu. Tuy nhiên, việc Nga tăng cường hoạt động quân sự ở phía Bắc, phía Đông và phía Nam Ukraine là một dấu hiệu khiến cho các nước vẫn còn lo ngại. Trang New York Times ngày 11 tháng 2 dẫn các hình ảnh chụp vệ tinh hôm 9 và 10 tháng 2 cho thấy Nga đang tiếp tục tăng cường lực lượng bảo vệ Ukraine từ ba hướng một dấu hiệu mà phương Tây cho rằng thời khắc nguy hiểm trong cuộc khủng hoảng Ukraine đang cận kề. Tại Belarus, nước láng giềng phía bắc của Ukraine, ảnh chụp vệ tinh của massage cho thấy các đợt triển khai binh sĩ, khí tài và trực thăng mới của Nga ở căn cứ không quân Ziabroka gần thành phố Gomel, cách biên giới Ukraine khoảng 25 km. Đây là lần đầu tiên trực thăng Nga xuất hiện tại khu vực này. Các máy bay chiến đấu của Nga cũng đã bắt đầu các cuộc tuần tra trên không và các hệ thống phòng không S-400 mạnh mẽ đã được triển khai gần thành phố Rechitsa của Belarus, cách biên giới Ukraine khoảng hơn 40 km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng thủy quân lục chiến của nước Nga thường đóng quân ở phía đông Siberia, cách đó hơn 4.000 km, đã thực hành tác chiến trong cuộc tập trận. Các hình ảnh vệ tinh trước đó cũng cho thấy hoạt động dựng liều trại gần Rechitsa nga cũng được cho là triển khai một số lượng lớn binh sĩ và khí tài ở căn cứ không quân từng bị bỏ hoang là otisa broki ở phía bắc siphagropol thu phủ của krom ở ngoài khơi bờ biển phía đông nam của ukraine bờ biển đen và biển azov nga đang chuẩn bị tổ chức các cuộc tập trận hải quân quy mô lớn động thái ukraine phản đối vì lo ngại sẽ bị chặn các tuyến đường thương mại quan trọng ukraine cáo buộc các cuộc tập trận được lên kế hoạch của Nga là nhằm mục đích địa chính trị. Do vậy, kêu gọi các nước đáp trả bằng cách ngăn cấm tàu chiến của Nga cập cảng. Các cảng biển của Ukraine như Odessa, Mykolaiv, Kherson, Mariupol, Bendian có thể bị gián đoạn bởi các cuộc tập trận của quân đội Nga. Đây là một cửa ngõ xuất khẩu ngũ cốc khổng lồ cùng với than, thép và các mặt hàng quan trọng đối với kinh tế của Ukraine. Tuy nhiên, nước Nga khẳng định các cuộc tập trận này hoàn toàn hợp pháp theo luật pháp quốc tế và cam kết các binh sĩ sẽ rời Belarus ngay sau đợt tập trận kết thúc vào ngày 20 tháng 2. Nhưng các quan chức phương Tây vẫn đang lo ngại các cuộc tập trận là một vỏ bọc để Moscow bố trí thêm lực lượng xung quanh Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng phát động một cuộc xâm lược trong một thời gian ngắn. Ngoài sao bế tắc, phương Tây lo sót vó, nguy hiểm Liệu đang cận kể? Giới chức phương Tây cho rằng đây là những dấu hiệu cho thấy thời khắc nguy hiểm nhất của cuộc khủng hoảng Ukraine đang đến gần. Các quan chức phương Tây cho biết họ không tin rằng ông Putin đã đưa ra quyết định tấn công quân sự, nhưng các động thái điều quân của nước Nga gần đây đã tạo ra cảm giác Moscow đang thắt chặt thòng lọng xung quanh Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 10 tháng 2 vừa qua cảnh báo rằng đó là thời khắc nguy hiểm đối với an ninh của châu Âu. Các lực lượng Nga đang gia tăng, thời gian cảnh cáo về một cuộc tấn công tiềm tàng đang trôi qua. Ông cũng đồng thời mô tả hoạt động triển khai quân sự của nước Nga tới Belarus là lớn nhất kể từ sau khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc. Trong khi đó, cuộc họp báo chung vào hôm 10 tháng 2 tại Moscow của các nhà ngoại giao hàng đầu của nước Anh và nước Nga đã cho thấy những nỗ lực ngoại giao đang đi vào ngõ cụt. Trong đó, Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã cảnh báo người đồng cấp của Nga Sergei Lavrov rằng một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc xung đột thảm họa và kéo dài. Ngoại trưởng Truss nhấn mạnh rằng nước Nga cần rút hơn 130.000 binh sĩ triển khai gần biên giới Ukraine để tránh một kịch bản thảm họa. Tác trả, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phản bác bằng cách lặp lại quan điểm của chính phủ nga rằng họ không đe dọa bất kỳ ai và do đó không có lý do gì để làm giảm leo thang thủ lĩnh ngoại giao của nga cũng nhấn mạnh những lời đe dọa của phương tây nhằm vào moscow chỉ càng làm gia tăng căng thẳng ông lavrov nói rằng trước tiên bọn phải chứng minh cho tôi thấy rằng chúng tôi gây ra tình hình căng thẳng này đồng thời ông nhấn mạnh cảnh báo nguy cơ về một cuộc xâm lược của nga là một trò hề Phương Tây đang cố gắng tạo ra một bi kịch từ điều này, trong khi càng ngày nó càng giống với một bộ phim hài. Ông La cho biết thêm rằng nước Nga ủng hộ các giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng với Ukraine cũng như với phương Tây, nhưng đầu thời nước Nga cũng giữ vững các đề xuất an ninh. Nga đã đưa ra một loạt đề xuất với phương Tây, bao gồm cả việc giảm sự hiện diện quân sự của NATO tại Đông Âu xuống mức những năm 1990 và đảm bảo rằng Ukraine không bao giờ có thể gia nhập NATO. Mỹ bác bỏ và thay vào đó là một loạt đề xuất nhằm kiểm soát vũ khí của nước Nga. Bất chấp bê tắc, các nỗ lực ngoại giao của phương Tây vẫn đang được tiếp tục. Tại Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Estonia, Latvia và Lithuania. Các quốc gia đều có biên giới với nước Nga. Vào đầu tuần tới, ông Scholz sẽ đến Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Anh Boris Johnson trong chuyến thăm đến trụ sở của NATO tại Brussels vào hôm 10 tháng 2 cho biết rằng ông không nghĩ rằng Nga đã đưa ra quyết định về việc động binh hay không. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể sớm xảy ra chuyện thảm khốc, ông Boris Johnson nói. Những thông tin mới nhất về tình hình nước Nga và Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin quân sự tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tới